Chào các bạn nha. Bữa nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái bồn nước có 102. Bồn nước này để trên một cái cây gòn các bạn ha. Cái này để lâu rồi, trên là cây gòn nó rất là bự lên rồi. Như mình biết thì cái bồn nước này để trên cây này hơn chục năm rồi các bạn. Hơn 20 năm, chủ nhà kêu là hơn 20 năm rồi. Các bạn thấy cây gòn rất là bự ha, để mình quay xuống chân cây gòn cho các bạn xem. Này, cây gòn rất là bự. Cái ống nước mà đặt qua cây gòn mà nó bứt lại luôn nữa bạn. Các bạn thấy không? Cái vòi xả nè, nó âm trong thân cây gòn luôn. Quay ở góc cho các bạn khác cho các bạn xem em. Đây là một cái góc khác các bạn nha. Gác trên cây gòn nè. Góc này thì cái lá chuối nó che rồi. Rất là đặc tạo. Đây mình qua cái hướng khác các bạn. Đó. Trên một cây gòn nè. Cái bồn này là cái bồn 500 lít. Bồn nước 500 lít ha. Các bạn thấy nó được kê trên cây gòn nè, độc đáo. Không cần giá bồn nước gì cả. Chỉ cần treo lên cây gòn thôi là được rồi. Đây là một góc khác nữa mà. Hướng này thì hơi ngược sáng chút thôi.